Vâng, xin kính chào tất cả các bác, các chú, các anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Cao Hiền Audio. Ngày hôm nay thì em Hiền xin được tiếp tục giới thiệu đến tất cả các bác với một dòng mic chuyên nghiệp về sự kiện bình dân giá rẻ nhất có thể dành cho tất cả các bác. Đó chính là dòng micro Imper Audio. Nói đến dòng Imper Audio thì các bác chúng ta cũng đã biết rằng là nó là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng. Đấy, tại Đài Loan và đồ của nó thì phải dùng hai từ là cực chất. Và các bác chúng ta cũng biết được rằng là cái Imper Audio nó là một trong những cái thương hiệu rất được tin dùng tại thị trường nội địa của Đài Loan. Và đặc biệt là ở thị trường ở Trung Quốc cũng như là các nước ở trên thế giới thì Imper Audio nó sản xuất cả dòng micro vang số đầy loa và một số thiết bị xử lý âm thanh, ví dụ như cốt số, đấy, mixer đều có hết các bác nhá. Và hàng của nó thì cũng khá là đắt tiền. Đấy, cho nên là các bác chúng ta hãy theo dõi chi tiết về cái video này để biết được rằng micro Imper Audio thì nó sẽ có hay hay không và chất lượng âm thanh thế nào, có đạt được cái sóng để cho chúng ta đi làm sự kiện hay không. Nếu như mà nhắc về cái hình thức của dòng mic Imper Audio này, nhìn cái tay nó rất là gần là kỳ lạ. Đấy, tay nó rất là độc. Đấy, nó không giống một cái mic nào trên thị trường Việt Nam mình cả. Đấy, và cái này thì nó rất giống với lại cái dòng micro Showmax. Đấy, là một trong những cái dòng mic hiện tại tại bây giờ ở thị trường Việt Nam đang bán với giá là tầm khoảng 6 triệu rưỡi cho đến 7 triệu. Thì nói về mic Showmax thì nó cũng là một cái hãng đấy, được đặt tên và mua bản quyền. Chứ thật ra nó cũng, và mic Imper Audio này nó cũng là một các bác nhá. Đấy, kể cả từ ruột gan, từ tay chân, từ hình thức, từ hiển thị. Đấy, và tất nó đều như cái mic Showmax mà hiện tại bây giờ ở Việt Nam đang bán cứ tầm khoảng 6 triệu rưỡi dành cho anh em đi làm sự kiện cũng như là đi làm show, đúng không? Và bộ mic này thì tay chân nó có xước sát đôi chút thì em Hiền đã cho anh em thợ nó dọn dẹp lại cho nó sạch sẽ thôi. Đấy, và em chỉ để cho anh em với giá hơn triệu thôi. Tất cả các bác chúng ta sẽ có một cái phần báo giá ở phần cuối video này. Thì là các bác xem, muốn xem chi tiết thì các bác đừng tua qua, mà các bác hãy xem xong thì lúc đó ta bảo là ok, bộ mic này có thể chốt được thì các bác hãy gọi điện thoại cho Cao Hiền qua số là 0936 554 566, hoặc là các bác cảm thấy mà nó không ok rồi bỏ qua, lần sau chúng ta theo dõi trên kênh có loại nào ok thì lúc đó các bác sẽ nhấc máy chốt đơn. Em xin được giới thiệu đến tất cả các bác lý do tại sao mic này của nó, con này của nó thì nó lại có cái tên, mà con này của nó lại không có tên mà nó chống trơn rồi. Bởi vì những cái dòng này của nó thì nó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bộ, 7, 8 bộ thôi. Đấy, và 8 bộ này thì em cũng xin phép nói cho các bác là cái tem này là khi đi vào những cái cơ sở kinh doanh karaoke á, thì người ta muốn là cái thương hiệu của người ta là nó sẽ là cái tên của cửa hàng cơ. Cho nên là tất cả tem của Imper có con này của nó thì nó dán đè lên này. Còn tất cả nó có một cái logo đây. Và nó làm bằng logo bằng cao su, cho nên là cái keo của nó sẽ nhét ra đây. Cho nên là em đã bảo em Hiền là anh em thợ của Hiền là đã bỏ ta vào vệ sinh, lau chùi rất là sạch sẽ đi rồi. Đấy, còn cái này của nó thì nó vẫn còn tên. Đó, các bác nhá. Imper Audio, tất cả tay chân của nó cũng vậy á. Nhưng là các bác chúng ta cũng không nên quá quan trọng về cái tên, mà quan trọng xem là cái mic này nó có những cái gì. Đấy, hiện tại thì nó sử dụng hai mình là CD. Đấy, như các bác vẫn mong muốn là nó hiển thị cả 3 số, cả 2 số và cả 6 số đó. Đấy, giữa 3 số, 6 số thì nó chẳng quan trọng gì đâu, quan trọng là nó là cái gì và nó có hay hay không. Và ở bên phía trái này thì nó có một cái công tắc nguồn. Đấy, khi nào mà các bác tắt đấy, thì nó mất điện hoàn toàn, mà khi nào bật lên nó sẽ có một cái đèn báo hiệu ở đây. Đó, và hai màn hình hai bên, và hai cụm set này của nó thì nó cũng nằm hai bên này luôn. Khi các bác mà không may mà làm mất cái tần số của cái đầu mic này đi thì các bác có thể tháo cái tai mic này ra. Đây, em tháo một cái này cho các bác xem nhé. Tháo cái tai mic này ra thì ở bên trên phần thân này đó, nó sẽ có một cái mắt thần, tức là mắt IR, cái này vẫn còn dây bóng luôn này. Đó, và các bác chỉ cần quay vào ở bên phía trái, nó sẽ có một cái mắt thần đây. Các bác chỉ cần ấn nút set. Đó, khi nào có chữ IR nó chạy như thế này, trong vòng khoảng tầm khoảng giây đầu tiên thì các bác đặt vào. Nếu mà nó quét được thì nó sẽ được tự động, nó sẽ nhận lại các bác nhá. Đấy, tự động nó sẽ nhận lại. Bác ấn vào cái nút set này
thì nó sẽ ra IR các bác nhé. Đây các bác nhìn đây. Đấy, rất to mà các chỉ bác chỉ cần đặt tay vào như này là ok thôi, đúng không? Đấy, và ở bên phía trái này thì nó một cái khu vực nó dành riêng cho cái logo, nhưng mà logo thì em đã tẩy rửa sạch sẽ rồi. Đây, còn cái tên này của nó thì là Inferio thì các bác không lạ gì. Em sẽ cho các bác xem qua về cái hình thức của cái tay. Đây, tay mic thì đa phần đấy, cái này của nó em cũng hoàn toàn chưa lau chùi các bác nhá. Đấy, bẩn thôi. Một số bác nhận hàng bảo là cái mic nó bẩn quá, anh không nhận đâu. Vâng, em thua các bác cho đến già luôn. Nếu mà chưa lau chùi thì các bác chỉ cần cho em một tí dầu, hoặc là các bác về các bác vệ sinh thêm. Hà cứ gì chỉ vì một cái mic mà nó hơi bẩn một chút đấy, các bác cho hàng của em quay đầu luôn. Thật sự nó làm cái nó quá là thiếu thốn luôn bằng ơi. Vệ sinh cái này cái nó quá là thiếu ok luôn. Kỳ kỳ qua cái bụi cái các bác ạ. Đấy, chỉ vì những chi tiết rất nhỏ thôi. Còn một số bác bảo là ui ôi mic này nó không được đẹp lắm em ơi. Vâng, và nói luôn các bác, nếu như mà em đã nói trước rồi, các bác mà muốn đẹp đấy, các bác muốn mỹ miều thì xin phép mời các bác chúng ta sắm hẳn những cái bộ mới cái cứng 6-7 triệu như cái bộ này mà dùng. Chứ còn tầm khoảng hơn triệu nó chỉ bằng 1/6 một bộ mic mới thôi, thì nó không thể nào mà 100% được đâu. Đấy, đúng không? Đây, và cho các bác xem cái ruột gan ở bên trong. Thì trong quá trình sử dụng thì đây các bác nhìn nhá, riêng đối với cái pin sạc nó rút ra rút vào rồi thì nó cũng rất là khó. Đấy, thì cái việc mà người ta bẻ cái lưỡi pin đi một chút là nó không thể tránh được, đúng không? Không tránh được. Và con này thì nó thiết kế là dành cho chuyên nghiệp rồi. Và cái kính bên trên này của nó là cái kính bằng cao su, kính bằng nhựa mica. Đấy, khi mà Cao Hiền cậy ra để mình xử lý cái sơn si làm sao cho nó đẹp ấy, sạch đẹp ấy. Đây, như thế này. Thì các bác cũng biết rằng là nó sẽ có một cái lớp keo bên trong. Con này màn hình nó nhỏ nhỏ xinh xinh đó các bác nhé. Là nó sẽ hơi ố ố về cái kính này một chút. Đấy, ví dụ như con này này. Đấy, ví dụ như con này này. Nó không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng, bởi vì các bác về các bác có thể là đi làm show, làm sự kiện nhỏ nhỏ kéo kéo là rất là ok. Bởi vì con này nó sóng nó cực kỳ khủng. Đấy, và bây giờ thì em sẽ cho các bác xem qua cái nội thất của nó. Đây các bác nhá. Nội thất của nó đây. Thì một số bác bảo nếu mà nhìn con này giống giống như cái ruột của mấy cái mã gì là cạc đời cao. Xin phép các bác là ruột gì là cạc đời cao gặp nó cũng vẫn là về nhì luôn. Bởi vì con này ruột gan nó cực kỳ khủng, tất cả những cái linh kiện của nó để mà xử lý về cái âm thanh như toàn bộ chạy bằng tù nhôm hết. Và hai cái hộp sóng của nó như hai bao thuốc Vina. Rất là khủng khiếp đây các bác này. Đây, main của nó chính là main của Sanmac SM868BR4. Đây là cái bản vơ 4.0. Đây, và con này của nó thì đúng ra nó là sản xuất theo tiêu chuẩn của công nghệ của Mỹ các bác nhá, tiêu chuẩn công nghệ của Mỹ. Bởi vì một số cái dòng mic, ví dụ như dòng mic của Dilacac hay một số cái dòng khác thì nó có đều có một cái main mạch tương tự như thế này. Nhưng con này của nó là mạch còn khủng hơn cả Dilacac rất nhiều. Đấy, các bác nhìn thử xem quá là dã man. Đây nhá, đóng hộp sóng vào như thế này thì các bác nhận diện này nó rất là dễ. Đấy, để cảm nhận thấy rằng là cái mạch biết cái thứ của nó khá là đẹp. Và đằng sau của nó đây, đằng sau thì nó thể hiện là Infer là dòng nội địa của Đài Loan mà sử dụng nguồn 12V, hai rắc hai cái anten ở hai bên. Đấy, và hai rắc đông nó để làm sát với nhau, và một rắc 6 ly nó đường layout. Thì riêng rắc 6 ly em sẽ tặng cho anh em nhé. Đây, còn rắc đông thì các bác về thích cắm kiểu gì thì các bác tự mua sắm. Còn rắc 6 ly này, nguồn này, chống lăn này, bao ship. Đấy, em lo hết cho các bác. Đấy, tất cả mã cốt mã vạch của nó là được kiểm định rất ok rồi nó mới xuất xưởng. Riêng về cái phần in chi tiết của con này thì nó rất là rõ ràng. Đấy, rất rõ ràng luôn. Còn nhân tiện đây thì em Hiền cũng nói luôn, còn một số cái là kính của nó hơi nứt, với lại cái giọ nó hơi gãy vài nan, không ảnh hưởng gì đến chất lượng. Đây, kính nó hơi nứt tí, nhưng mà nếu mà bình thường các bác sẽ nhìn xa cứ tầm 1 mét thì các bác sẽ không nhìn thấy đâu, mà em zoom hết cỡ lên và tích nét thì các bác mới nhìn thấy thôi. Đấy, đối với những cái bộ mà bị nứt kính màn hình một chút, với lại cái giọ nó bị gãy 1-2 nan, thì em sẽ để cho anh em với giá là 1 triệu một bộ. Đấy, các bác về vẫn đi làm show, làm kẹo kéo nét căng nhá, chả ảnh hưởng gì đâu. Đấy, không ảnh hưởng gì. Đấy, ví dụ như 1-2 bộ là cái giọ của nó bị gãy 1-2 nan ở trên này này. Đấy, em cũng đã dọn dẹp sơn si để rất đẹp rồi. Đấy, nó bị gãy hẳn á, thì em để cho anh em với giá 1 triệu.
Còn đối với cái bộ đẹp như thế này, đấy, tay chân sạch sẽ như thế này, thì em để cho anh em với giá là 1.300.000. Đấy, các bác chúng ta cố gắng làm sao để mua được những cái bộ như thế này về các bác đi làm show, làm sự kiện thì quá là ok luôn. Còn đối với con mic này thì sóng của nó có thể là đạt lên cho các bác là tầm khoảng 100-150m các bác nhé. Thậm chí là nếu mà ở không gian thoáng nó có thể lên đến tầm khoảng 200m luôn. Bởi vì cái con này nó thiết kế về sóng thì nó là quá là đỉnh cao và tiếng của nó thì cực kỳ là hay. Đây cho các bác xem cái kính của nó đây nhé. Đấy, cái kính của nó thì nó là cái mic AK bên ngoài, thì khi mình nhấc ra là mình phải dán keo lại. Đấy, cho nó chắc thì nó hơi ố ố như này, không ảnh hưởng gì đến chất lượng đâu, sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng. Đó, và bây giờ thì em Hiền sẽ test tiếng cho các bác nghe xem là cái này của nó thì tiếng tăm nó như thế nào các bác nhá. Vâng, bây giờ thì em Hiền sẽ test tiếng cho các bác nghe nhá. Đây côn của nó đây, côn này của nó là tất cả thì đều là côn zin cùng một loại hết các bác. Đấy, côn của nó rất giống côn Bayer, nhưng tiếng nó trong và sạch hơn Bayer rất nhiều lần luôn. Đấy, ngó lại một lần nữa cho cái ruột gan của nó xem cái độ khủng của nó như nào nhá. Quá dã man. Bộ nào đứt kính cấy dọ 1.000.000. Đấy, dọ gãy chút xíu thôi nhá, vẫn dùng bình thường, nó nét căng bình thường các bác nhá. Đấy, và bộ nào mà đẹp thì các bác thanh toán cho em Hiền 1.300.000 bao ship. Alo 677. Đấy, con này của nó cái tiếng thu của nó rất là xa. Đấy, tiếng của nó rất là êm mềm và nó chi tiết lắm các bác nhá. Các bác xài gia đình cũng được, quá là ok luôn, bởi vì cái đồ này của nó là nó sản xuất theo cái công nghệ và cái dây chuyền của Mỹ mà, cho nên là cái chất âm nó ra rất là sạch. 1 2 3 4 5 6 7. Đó, em cho to lớn âm thanh hơn một chút nữa các bác nhá. Lớn hơn một chút nữa để cho các bác cảm nhận được cái độ chi tiết về âm thanh. Đúng không? Alo, 1 2 3 4 5 6 7. Đây các bác này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, 1 2 2 2 6 6 7 7. Alo, alo, 1 2 2 6 7. Đó, các bác nghe tiếng rất là chi tiết, rất sạch luôn nhá. Alo, 6 7. Đấy, và cái nói về cái hệ thống rú rít của nó cũng rất là tốt luôn các bác, rất tốt. Đấy, và tay chân của nó thì nói thật các bác là nó sạch sẽ rồi. Và nó có một cái màn hình màu cam cực kỳ sáng. Màn hình nó hiển thị rất bé là các bác, hiển thị pin, sóng và kênh chương trình đầy đủ hết. Nhưng mà màn hình của nó màu cam rất là sáng luôn. Và ở bên trên này của nó là hiển thị cả cái chế độ trao đổi dữ liệu liên tục giữa tay và mic luôn. Đó, thì đương nhiên là tiền nó ít thôi, nhưng các bác sử dụng này nó quá là hiệu quả luôn. Alo, 6 7 8 9 10 2 2 3 4 5 6 7. Alo. Đó, với bộ đẹp thì các bác có mua về đi làm sự kiện cứ tầm khoảng 1.300.000 thì là quá là ok. Nó chỉ bằng một nửa bộ mic nhái thôi, nhưng mà thật sự các bác đi làm nó quá đảm bảo về cái uy tín và cái chất lượng luôn. Đấy, và tay của nó thì trông cũng rất là động và dị. Đấy, ca sĩ người ta cầm thì trông cũng rất là chất chơi. Tay nhìn cảm giác là nó thiên về cái chuyên nghiệp rất cao các bác nhá. Đó, ok rồi. Và em cũng đã test tiếng rồi, và cái hệ thống hỗ trợ cho cái rú thít cũng rất là tuyệt vời. Lúc này thì em Hiền cũng xin phép là nhờ các bác, những người mà đang và đã xem video thì hãy comment thả tim ủng hộ Cao Hiền đi ạ. Các bác nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh. Khi đăng ký kênh rồi thì hãy bật vào chuông và bật ấn tất cả để có những video mới nhất mà Cao Hiền up trên kênh thì nó sẽ có những thông báo về cho các bác. Và những cái mặt hàng sản phẩm như thế này thì thật sự là em Hiền chỉ bán là thu vốn thôi nhá. Đấy, chỉ bán thu vốn là bởi vì số lượng của nó thì cũng có tầm khoảng mười mấy bộ đó, có mấy bộ nó hơi nứt kính và do vận chuyển á, thì bán như này là lỗ vốn rồi. Cho nên là anh em chúng ta có dùng gia đình hay là đi show sự kiện thì nó đều là hợp lý, bởi vì nó là đồ xịn, đồ đẳng cấp, đồ chất lượng. Đây các bác nhìn đây, tất cả linh kiện nhôm, tụ nhôm hết, và cái hộp sóng nó thì quá khủng khiếp luôn. Đó, là em cũng xin phép dừng video tại đây. Và xin được kính chúc đến tất cả các bác luôn luôn có một sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Và hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.